Trộm tiền của mẹ. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về chị Bai Chi và con gái Xiao Xiao. Em à, nghỉ ngơi một chút nha. Em lúc nào cũng vất vả quay cuồng vì gia đình. Hôm nay để anh gội đầu cho em nha. Sao bỗng dưng hôm nay anh lại muốn gội đầu cho em? Anh lại bi quan về căn bệnh của mình, có đúng không? Anh hiểu rõ căn bệnh của mình mà. Hãy để anh được làm điều gì đó nhỏ bé cho em. Anh lại làm em nhớ đến những ngày mà chúng ta bắt đầu yêu nhau. Hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên trong lòng của em. Bấy lâu, nhịp sống hiện đại, anh lại bộn bề công việc, chẳng có thời gian chăm sóc nhiều cho em. Em buồn lắm phải không? Em thương anh còn không hết, thời gian đâu mà buồn cơ chứ. Thời gian của anh không còn nhiều. Khi ấy đừng thương về anh nhiều quá. Em phải thương bản thân mình và thương con thật nhiều nha. Mình đã hứa là chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp thôi mà anh. Cha ơi, con tặng cha một trái tim nè. Ôi con gái, nhưng sao con lại tặng cho cha một trái tim? Mẹ nói trái tim của cha bị đau á, mẹ nên con tặng cha tim này để cha bỏ trái tim đau đi. Cảm ơn con gái của cha. Thật là may mắn phải không anh? Giữa lúc khó khăn nhất đã có người hiến tim cho chúng ta. Nhất định lần này ca phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp mà. Em và con đừng lo lắng cho anh nhiều quá nha. Bác sĩ à, sao rồi ạ? À? Ca phẫu thuật của chồng tôi thành công tốt đẹp rồi chứ bác sĩ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình. Không thể nào, làm sao điều đó có thể xảy ra được cơ chứ? Tôi không tin. Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng với chị. Mong chị mạnh mẽ. Không. Rất lâu sau, thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, nhưng với em, nỗi đau như vẫn còn vẹn nguyên. Em phải làm như thế nào đây? Tại sao số phận lại nghiệt ngã với chúng ta như thế này chứ? Mẹ ơi, con đói. Chúng ta đi ăn cơm đi mẹ. Mẹ mệt lắm, con ăn tạm thứ gì đó đi. Mẹ vẫn còn mệt hả mẹ? Vậy để con nấu mì cho mẹ ăn. Không biết xúc xích ở đâu rồi. Mẹ thích ăn mì với xúc xích lắm. Mình phải bỏ xúc xích vào mì cho mẹ. Hả? Trời ơi, Nhi ơi là Nhi, sao con lại nghịch ngợm thế hả? Lục tung cái tủ lạnh ra như thế này nữa. Con không biết thương mẹ đang mệt hay sao? Hư quá, con càng lớn càng hư nè. Con tìm xúc xích nấu mì cho mẹ mà. Sao con lại cho nước nguội vào mì thế này? Khổ thân cháu của tôi. Mấy nay dì đi công tác, mẹ không nấu cho con ăn sao? Con không đói đâu ạ. Nhưng mẹ không ăn gì hết, mẹ chỉ khóc thôi à. Dì xin lỗi. Chị ơi, chị cứ như thế này mãi thì phải làm sao đây? Em thật sự lo lắng quá. Em mới nấu cháo rồi đó, chị ra ăn đi. Chị phải sống tốt vì con chứ. Chị xem, còn có da bọc xương như thế này mà con bé Uyển Nhi đi đâu? Mấy hôm nay em sang không có lúc nào gặp nó là sao vậy? Chắc con bé qua nhà bạn chơi thôi. Em qua hàng xóm xem thử đi. Chị phải để ý đến con bé chứ. Uyển Nhi nó còn nhỏ, cần được quan tâm chăm sóc.
vậy mà chị cứ ôm lấy nỗi đau. Mặc kệ con bé thế này không có ổn đâu. Em lại phải chạy đến cơ quan rồi. Chị cứ thế này em đau lòng lắm. Uyển Nhi, con về chưa? Uyển Nhi, lạ thật, con bé đi đâu thế nhỉ? Mấy nhà hàng xóm đều nói con bé không có ở đó mà. Con đâu rồi? Uyển Nhi, Uyển Nhi à. Dì Thanh à, chị không tìm thấy con bé ở đâu cả. Chị đã cố gắng tìm khắp nơi rồi. Chị bình tĩnh đi, tìm lại lần nữa thử xem. Mẹ. Trời ơi, con ngủ đó hả? Con ngủ ở đâu mà mẹ tìm mãi con không thấy? Con ngủ quên ở trong gầm giường. Con hư thế, chui vào trong đó để ngủ sao? Nghịch ngợm thế hả con? Con có biết mẹ đã lo lắng đến thế nào không? Con không nghịch ngợm, con vào nói chuyện với cha mà. Con nói sao? Cha ở trong đó? Con nói linh tinh cái gì vậy hả Uyển Nhi? Cha đang đi công tác mà. Con biết mẹ nói dối. Cha không có đi công tác. Cha đã đi rất xa. Trước khi đi, cha đã nói hết cho con sự thật rồi. Sự thật? Con đang nói sự thật nào chứ? Sự thật là cha đã bảo con. Uyển Nhi, con có muốn cùng cha giữ một bí mật không? Bí mật là gì hả ba? Bí mật là những điều mà chỉ riêng chúng ta biết thôi con à. Bí mật của chúng ta chính là một thế giới mới. Đó là thế giới mà cha dành tặng cho con. Ở thế giới ấy, con nói hay con cười, cha đều có thể thấy được. Con có muốn xem không? Thế giới của cha ở ngay trong gầm giường của con đây này. Con mau vào đây đi. Quá trời. Wow, con chưa thấy thế giới nào đẹp như thế này. Con phải nói nhỏ thôi, chứ nếu không thì mọi người sẽ biết về bí mật của chúng ta đó. Con gái của cha, sắp tới thì cha sẽ phải đi rất xa, xa lắm, không biết bao giờ sẽ trở về. Con gái, cha xin lỗi con. Cha xin lỗi con nhiều lắm. Vậy bây giờ con có đồng ý cho mẹ xem thế giới của cha không nào? Dạ có ạ. Thế giới của cha ở đây nè. Con gái của cha, cha đã đi rất xa, xa lắm, không biết bao giờ sẽ trở về. Nhưng đừng khóc nha, hãy luôn cười mỗi ngày, vì ở đó cha vẫn luôn dõi theo con. Con đừng nói điều này với mẹ. Đây là bí mật riêng của chúng ta con nhé. Em yêu. Rồi một ngày em và con sẽ cùng lạc vào thế giới này của anh. Anh biết khi ấy anh đã đi thật xa em và con rồi. Em đừng ngập chìm trong nỗi buồn mà quên chăm sóc con em nhé. Anh luôn muốn con ở đây để kể cho anh nghe niềm vui của hai mẹ con, chứ không phải nỗi buồn. Yêu thương em. Hóa ra Hạo Nhiên đã nói trước cho con bé về nỗi đau mất mát này. Bấy lâu nay con bé đã biết sự thật này rồi. Nhưng thay vì chọn cách trầm uất như mình, thì con bé vẫn tươi cười, hy vọng nghĩ về bố mỗi ngày. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Cha đã nói chúng ta biết cười mà mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Hips around, can't stop, roll back down, my lady's short home.
tận cùng trời đất. Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cha, sống cùng với dì ghẻ và cô em gái khác mẹ. Cô tên là Lina, mụ dì ghẻ xấu xa, độc ác, luôn căm ghét cô, nhất là khi thấy cô càng lớn càng xinh đẹp. Cái con này, sao càng lớn nó lại càng xinh đẹp như vậy nhỉ? Chẳng bù cho con bé Tiro, thế này thì trai làng này theo nó hết thôi. Gì ạ? Không lo giặt quần áo, ở đấy mà nô với đùa. Con giặt và phơi xong rồi mà gì? Là con cái hả? Tao thấy mày rảnh rỗi quá đấy. Vậy thì cầm lấy chiếc rây này đi múc nước ở nơi tận cùng của trời đất cho tao. Dì nói sao ạ? Múc nước bằng cái rây bột này ư? Ừ, đúng. Mày phải bưng về đây một rây nước nguyên vẹn, nếu không thì đừng có vác mặt về nữa. Nhưng mà làm sao con múc được ạ? Với lại con cũng không biết nơi tận cùng của trời đất là ở đâu hết. Đấy là việc của mày, không làm được á thì cút khỏi đây đi. Mình đã đi cả ngày trời, hỏi bao nhiêu người mà không có ai biết nơi tận cùng của trời đất là ở đâu cả. Làm thế nào bây giờ? Này cháu gái, sao lại ngồi đây khóc thế này? Bà ơi, cháu phải đi đến nơi tận cùng của trời đất, nhưng cháu hỏi rất nhiều người mà không ai biết cả. Mà không tìm được thì cháu sẽ không được về nhà. Giờ cháu không biết phải đi về đâu nữa, bà ơi. Đừng khóc nữa cháu gái, ta biết chỗ đó, để ta chỉ cho cháu. Thật hả bà? Bà chỉ cho cháu đi ạ. Nghe theo lời bà lão chỉ dẫn, Lina đã đi mất 2 ngày 1 đêm để đến được nơi tận cùng của trời đất. Đây đúng là nơi tận cùng của trời đất rồi. Giờ mình chỉ việc múc nước và mang về thôi. Trời ơi, nước chảy hết rồi. Không được rồi, không thể mang nước về cho dì được rồi. Có chuyện gì thế cô gái đáng thương? Tôi thật bất hạnh, dì ghẻ sai tôi đến miền đất xa xôi này và múc đầy nước bằng cái rây bột để mang về nhà. Nhưng mà tôi không thể làm được, dì sẽ đuổi tôi đi mất thôi. Đừng lo cô gái, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện, là cô sẽ thực hiện tất cả các mệnh lệnh của tôi trong một đêm. Cô có đồng ý không? Ít nói thật chứ, ít có thể giúp cho tôi sao? Cô có đồng ý không? Được, tôi sẽ nghe theo lời ếch. Hãy đặt rêu xuống dưới cái rây bột và trát bằng đất sét, thì cô sẽ mang được nước về nhà. Sao? Mày lấy được nước rồi ư? Mày khá lắm, mau vào nấu cơm dọn dẹp nhà cửa đi. Dạ. Cô gái ơi, hãy mở cửa cho tôi. Nàng có nhớ những gì chúng ta đã nói bên nguồn nước nơi tận cùng của đất trời không? Trời ơi, lẽ nào là con ếch đó? Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Ngươi muốn gì? Cô đã hứa với tôi là sẽ thực hiện theo mọi mệnh lệnh của tôi trong một đêm mà. Cô quên rồi sao? Ta không có quên. Ta sẽ làm theo lời của ếch. Ếch cứ nói đi. Giờ hãy ôm tôi vào lòng đi. Hả? Ôm sao? Mình đã hứa với ếch thì mình không thể thất hứa được. Hãy cho tôi ăn đi cô gái. Chuyện đó thì quá đơn giản. Ếch chờ tôi một lát nha. Giờ hãy ôm tôi ngủ nha. Sao cơ? Tôi... Cô đã hứa làm theo mọi yêu cầu của tôi mà. Được, vậy ếch đi theo tôi nào. Trời đất ơi, cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Con ếch gớm ghiếc kia ở đâu ra vậy? Dạ, đây là bạn của con ạ. Bạn gì thứ ếch gớm ghiếc này, thật kinh tởm. Chúng mày mau cút khỏi nhà cho tao ngay. Cút ngay. Ôi, dì đừng đánh nữa. Dì đừng đánh nữa mà. Mày mau giết chết con ếch này đi, nếu không cả mày và nó đều phải cút khỏi nhà của tao. Sao cơ?
ếch là bạn của con không thể giết ếch được. Xin dì hãy để ếch đi đi ạ. À, không được, mày phải giết nó, nếu không thì mày cũng phải cút khỏi đây. Con không thể. Con gái, hãy giết tôi đi. Không, ta không thể giết ếch được, ếch đã từng cứu ta mà. Tốt nhất là mày hãy biến đi cùng con ếch xấu xí đó đi. Cô hãy cầm con dao đâm vào người tôi. Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi dành cho cô trong đêm nay, như lời cô đã hứa. Không. Đây là mệnh lệnh, cô phải làm theo. Cô đã hứa rồi mà. Tôi không thể giết ếch được. Nếu mẹ đuổi tôi đi, tôi sẽ ra đi cùng với ếch. Nào, giờ thì cô mở mắt ra được rồi đấy. Trời ơi, anh là ai? Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Ta chính là hoàng tử nước láng giềng, đã bị một con yêu tinh độc ác yểm bùa biến thành ếch. Chỉ khi có cô gái nào đồng ý làm theo tất cả những mệnh lệnh của ta trong một đêm, thì bùa chú mới được giải. Và người đó chính là nàng. Nàng đã giải thoát cho ta. Ôi, tuyệt quá. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Thiếp đồng ý. Không thể tin được. Con ếch xấu xí đấy lại là hoàng tử sao? Tại sao lại như thế? Mẹ, con bắt đền mẹ đó. Chị ta lấy được hoàng tử rồi kìa. Các ngươi thật độc ác, muốn tìm cách đuổi Lina đáng thương ra khỏi nhà à? Vậy giờ ta ra lệnh, các ngươi phải cuốn xéo ra khỏi đây. Đây chính là nhà của Lina. Trời ơi, xin hoàng tử khai ân. Đừng mà chàng, dù sao họ cũng là mẹ và em gái của thiếp. Hãy cứ để họ ở lại đây, đừng đuổi họ đi mà. Nàng quả là một người nhân hậu. Được, ta đồng ý. Hai người từ nay phải sống tử tế vào và đối xử tốt với Lina, nghe chưa? Dạ, tạ ơn hoàng tử. Tạ ơn hoàng tử. Giờ thì nàng hãy cùng ta vào cung tiến hành hôn lễ của chúng ta đi. Mẹ kế tôi là người giúp việc. Chúc mừng sinh nhật sếp. Cảm ơn các vị đã tới dự. Quá, hoa đẹp quá cô. Bà cháu sẽ thích lắm cho bà xem. À, tiện đây cho cháu gửi lời cảm ơn cô đã tặng cháu chuyến du lịch lần trước nha. Không có gì đâu cháu. Cô coi cháu như con trai của cô ấy mà. Cô lúc nào cũng chu đáo với cháu như mẹ vậy. Cháu chỉ mong cô sớm về với ba con cháu thôi. Trời ơi, tại sao bà ta lại đến đây cơ chứ? Thật mất mặt quá mà. Nhân ngày vui của tôi cũng muốn thông báo với mọi người một tin vui nữa. Đó chính là tôi và cô Nga đây sẽ kết hôn. Ôi, chúc mừng, xin chúc mừng giám đốc nha. Tôi... Em đừng có ngại, tình cảm là tự nhiên. Chúng ta đến với nhau là chân thành mà em. Nè, hay quá nhỉ. Ba cháu kết hôn luôn với người giúp việc à? Thế nghĩa là mẹ của cháu là người giúp việc. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô này lợi hại thật đấy. Chẳng lẽ cháu lại cứ để yên như vậy sao? Cháu đã nói rồi, cháu chỉ đồng ý cô làm mẹ của cháu thôi. Cô yên tâm, cháu đã nói giúp cô thì sẽ giúp tới cùng. Còn chưa có sự đồng ý của mình mà ba đã công khai chuyện này trước mặt mọi người. Thật không coi mình ra cái gì mà. Hay quá ha. Nhân cơ hội thuận tiện nhất muốn đến ra mắt à? Không, cháu đừng có hiểu lầm. Cô đến đây là vì lo cho ba cháu tiệc tùng rượu bia nhiều, ăn đồ không được tốt cho bệnh dạ dày, nên cô có chuẩn bị một ít cơm mềm mang đến cho ông ấy thôi mà. Ê, thôi, cô đừng có diễn trước mặt cháu nữa. Cô không biết mình là ai phải không? Vậy thì để cháu nhắc lại cho cô nhớ nha. Cô chỉ là một người giúp việc, là một kẻ tôi tớ trong nhà cháu mà thôi. Cô về đi, đừng để ai dị nghị bàn tán về việc này nữa. Vâng, vậy cô về luôn đây. Sao bỗng dưng Nga lại đi đâu thế? Buổi tiệc đã xong đâu. Là con đuổi bà ta về đó. Giúp việc thì nên về đúng vị trí của mình ba à. Còn được rồi, bà sẽ nói chuyện với con sau. Con có đang bận gì không? Ba muốn nói chuyện với con. Nếu ba định thuyết phục con đồng ý cho ba và bà ta đến với nhau,
thì không cần đâu ba. Có lẽ đã đến lúc ba nên nói rõ mọi chuyện với con rồi. Con à, khi con vừa tròn 1 tuổi, gia đình mình xảy ra biến cố. Ngày ấy, cha còn trẻ, nông nổi, không chịu làm ăn, lại ham chơi. Trong một lần tụ tập đánh bạc, cha đã bị tạm giam. Tôi không ổn rồi. Cô à, tất cả nhờ vào cô. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Mẹ con thì mất sớm, bà nội vì quá sốc mà một thời gian sau cũng ra đi. Lúc bà ra đi, chỉ có cô Nga bên cạnh. Và trong suốt khoảng thời gian đó, cô Nga chăm lo mọi việc trong gia đình của mình, chạy khắp nơi xin sữa cho con. Thì ra gia đình ta đã từng sóng gió đến vậy cơ à. Sau khoảng thời gian đó, bà trở về tu tỉnh làm ăn. Thời gian đầu lập nghiệp bao nhiêu là khó khăn. Và con biết không, cô Nga cũng từng là một người phụ nữ mất con. Cô yêu thương con vô điều kiện, chăm sóc con không khác gì là con đẻ của cô. Đúng là chúng ta đã phải chịu ơn cô ấy. Nhưng ba không thể vì ba chịu ơn cô ấy mà phải lấy cô ấy về làm vợ. Hơn nữa, ba đường đường là một giám đốc, ba phải lấy một người cùng đẳng cấp. Dẫu thế nào, con cũng không đồng ý chuyện này đâu. Ba nói nãy giờ mà con vẫn không chịu hiểu. Ba thương cô Nga là chân thành, tại sao con lại không tôn trọng quyết định của ba? Vì bà ta có thân phận thấp hèn, bà ta không cùng đẳng cấp với chúng ta. Con không thể chấp nhận một bà mẹ kế là người giúp việc rẻ tiền được. Hỗn láo, con nói ai là rẻ tiền ở đây? Ba vì cô ta mà tát con. Trời ơi, cứ thế này thì tình cảm của hai ba con sẽ rạn nứt mất thôi. Con, cô Nga đã dọn đi rồi. Cô ấy còn mang hết cả quần áo đi nữa. Phải là đúng rồi đó ba. Bà ấy biết thân biết phận vậy là tốt. Bà phải đi tìm cô ấy. Bà sao vậy? Bà ơi. Cô à, cô chăm sóc ba cháu giúp cháu nha. Giờ cháu đi công tác nước ngoài gấp, giải quyết việc tồn động của ba cháu ở công ty. Bác sĩ nói ba cháu chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần lo lắng nghỉ nhiều thì sẽ ổn cô à. Ừ, được rồi mà, cháu cứ yên tâm đi. Cháu cũng biết cô quý bố của cháu như thế nào rồi mà. Cô nhớ tranh thủ cơ hội nha. Biết được cô chăm sóc trong lúc ốm đau thế này, ba cháu sẽ cảm động lắm đó. Cứ trêu cô hoài à. Vài ngày sau. Cô còn làm gì ở đây chứ? Đừng có nói là cô lại đến tìm ba tôi nha. Tôi nghe hàng xóm nói biết ông đang bệnh nên tôi nấu một ít cháo chim mang đến cho ông. Tôi chỉ nhờ bác bảo vệ đây mang vào rồi đi à. Nhưng mà bác ấy nhất định không chịu. May quá gặp cậu ở đây, cậu mang vào cho ông ấy giúp tôi nha. Lúc nào cũng rất biết cách lấy lòng ba của mình. Trời ơi, em vẫn đang mệt chết đây này. Vài ngày nữa thằng con ông mới từ nước ngoài về. Ừ vâng, mà anh tính xem có cách nào moi được tài sản của ông ta nhanh hơn không. Chứ cứ phải ở cạnh một ông già nằm liệt giường như vậy, em phát điên lên được hả? Mua cháo hải sản cho mà ăn có một miếng rồi chê ổng chê eo. Rõ là già rồi mà còn lẩn thẩn, giờ còn đòi ăn cháo chim nữa chứ. Đêm hôm rồi kiếm đâu ra. Rồi đó, anh cứ tính đi. Em nhớ tình yêu của em quá trời à. Thì ra cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ mà thôi. Diễn đạt quá mà. Cháu đến lúc nào vậy? Đủ đi nghe hết câu chuyện vừa rồi của cô. Giờ thì mời cô về cho. Gớm, không cần phải đuổi. Thôi chết rồi, cô ta mua cháo hải sản, ba bị dị ứng cháo hải sản mà. Trời ơi.
Cô Nga ơi, cô Nga ơi. Hay quá ha, nhận cơ hội thuận tiện nhất muốn đến ra mắt à? Không, cháu đừng có hiểu lầm. Cô đến đây là vì lo cho ba cháu tiệc tùng rượu bia nhiều, ăn đồ không được tốt cho bệnh dạ dày, nên cô có chuẩn bị một ít cơm mềm mang đến cho ông ấy thôi mà. Trời ơi, cứ thế này thì tình cảm của hai ba con sẽ rạn nứt mất thôi. Tôi nghe hàng xóm nói biết ông đang bệnh nên tôi nấu một ít cháo chim mang đến cho ông. Tôi chỉ nhờ bác bảo vệ đây mang vào rồi đi à, nhưng mà bác ấy nhất định không chịu. May quá gặp cậu ở đây, cậu mang vào cho ông ấy giúp tôi nha. Cô Nga, con tìm cô Nga về cho ba đi. Ba ơi, con xin lỗi, đến giờ này con mới hiểu ra rằng thì ra ba chỉ cần một người yêu thương ba và con chân thành thôi. Ba ơi, nhất định hôm nay con sẽ tìm cô Nga về cho ba. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.